Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Như Quỳnh, trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Qua điều tra xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Green Bay, đường Mễ, phường Mễ Trì, quận Nam Tử Liên, Hà Nội, có hành vi sử dụng mạng xã hội, đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật